Vâng, thưa quý vị, tuy nhiên thì nói về sự kiện ăn theo sự kiện này thì có lẽ không ai có thể bỏ qua được hai nhân vật trong tin tức ngay sau đây. Sau khi mà xuất hiện ở sự kiện lần trước ở Singapore thì người chuyên đóng giả Chủ tịch Triều Tiên là Kim Jong Un đã bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội vào chiều nay cùng với một người đóng giả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhân vật này đã có mặt tại một số địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội và lập tức thu hút sự tò mò từ truyền thông và người dân. Khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, Howard X, người được xem là bản sao của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cùng với Russell White, bản sao mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã xuất hiện tại khách sạn Metropole Hà Nội. Nhưng khi hai người bước vào thì bị bảo vệ mời ra vì không đặt phòng trước. Sau đó cả hai đã di chuyển tới trước cửa nhà hát lớn và khu vực quảng trường Ba Đình để chụp ảnh và trả lời phỏng vấn. Nhiều người đi đường đã vẫy tay chào và thậm chí có người còn tưởng đây thực sự là hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ. Bản sao Kim cho biết anh sẽ ở lại Việt Nam cho đến khi hội nghị thượng đỉnh Trump và Kim kết thúc. Anh đã mất 3 giờ để có thể hóa trang giống ông Kim Jong Un, trong khi bản sao Trump chỉ mất 20 phút để có thể hóa thân thành Tổng thống Mỹ. Howard là người Australia gốc Hồng Kông và là một nhà sản xuất âm nhạc nhưng bắt đầu nghề đóng giả Kim Jong Un từ năm 2012.